Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong series Ninh Travel tại Huế. Trong các tập trước chúng ta đã cùng nhau khám phá đồ ăn ở Huế từ ngày đến đêm và khám phá Đại Nội rất đẹp đúng không? Tuy nhiên thì đến với Huế sẽ không chỉ dừng lại ở những điểm đó. Chúng ta vẫn còn các lăng tẩm này và thực sự là chưa thể hết được đồ ăn đâu. Chính vì vậy trong tập 3 ngày hôm nay hãy cùng Ninh khám phá tiếp những vẻ đẹp tại Huế nó sẽ như thế nào nhé. Và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh cũng như là follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating. Cùng bắt đầu đi thôi. Nếu bạn đang có kế hoạch đi Huế mà không biết check-in ở đâu, hay không biết phải ăn món gì ngon, bổ rẻ, thì đừng quên theo dõi series Ninh Travel tại Huế. Hiện tại thì Ninh đang có mặt tại địa điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ ăn trong clip ngày hôm nay, đó chính là một quán vịt. Tại sao đi vào Huế lại ăn vịt? Tại vì thật ra thì có rất là nhiều những cái món đặc sản khác nhau, và Ninh muốn thưởng thức hết tất cả những cái món nào mà người dân ở Huế, người dân bản địa người ta hay đi ăn. Và hiện tại Ninh đang có mặt tại 94 Bùi Thị Xuân. Hãy cùng vào trong và xem là cái quán vịt Thuận này tại sao nó lại thu hút thực khách đến như vậy nhá. Trưa nay thì bởi vì thời tiết nó khá là nóng nên là chúng mình quyết định là sẽ gọi một cái phần thịt nướng thôi mọi người ạ. Và sẽ ăn kèm cả xôi. Nhưng mà thấy cái xôi này không phải là xôi ruốc bình thường đâu, xôi này là xôi ruốc bất thường luôn mọi người ạ. Bất thường thế nào lát nữa chúng ta khám phá. Và với cái món vịt này chúng ta sẽ ăn với quả vả này, các loại rau thơm, rau mùi, xà lách này và có cả xoài chua nữa. Đây là cái nước khoáng Thạch Bích, không quảng cáo đâu nha, nhưng mà thấy bảo đây là nước khoáng da mặn mặn. Trời Huế bắt đầu vào mùa nóng ấy mọi người, mất nước kinh khủng khiếp luôn. Chiều nay Ninh còn đi hai cái lăng nữa thì không biết là như thế nào. Chiều nay chúng mình không đi xe máy, chúng mình đi taxi mọi người ạ. Mình thay đổi cái phương tiện di chuyển một chút. Lạ phết. Nó như hơi giống soda nhưng mà nó mặn mặn. Đó, nhưng mà nó không gắt cái ga như là soda. Ok, ăn thử nha. Ở quán này thì sẽ có hai loại nước chấm, một là nước chấm mắm ớt gừng như bình thường. Nhìn lại thấy thèm ốc mọi người ạ. Hai là chúng ta sẽ ăn cái nước chấm này. Nước chấm này thấy lạ lắm này. Chắc là kiểu quán tự pha á, nó không phải là nước mắm đâu. Đây để Ninh thử nha. Trong đây sẽ có rất nhiều gừng, có vừng, đậu phộng. Ăn hơi giống mè sửng nhưng mà phiên bản nhiều nước ấy mọi người. Cũng ngon. Nó khá là ngậy nha bởi vì nó có rất là nhiều vừng với cả đậu phộng. Ok, mình sẽ ăn thử một miếng vịt đây. Đây, xin phép ăn luôn cái miếng đùi nha, má đùi. Chấm thử cái nước chấm của quán đây xem thế nào nào. Thấy ở đây dân bản địa đi ăn nhiều lắm mọi người ạ. Cái thịt vịt rất là mềm, cái vỏ này thì được tẩm ướp đậm đà. Và đặc biệt khi mà chấm với cái sốt này, nhiều gừng. Như ở Hà Nội thì mình chỉ ăn với cả cái nước tương xong rồi cho thêm rất là nhiều tỏi với ớt thôi. Thì nó cái vị kiểu khác, còn đây là vị kiểu nó ngậy ngậy xong nó thơm ấy. Ăn rất là ngon. Nên sẽ ăn cùng với rau. Ăn vả đi em. Ăn vả hả? Ha, có quả vả ha. Đang giật cả mình. Sững lại một phút. Ok, nên sẽ ăn cùng với cả thử cái quả vả ấy đi. Quả này nhìn hơi giống quả sung nhưng mà ở trong nó không có nhiều. Nó to hơn mà nó không có nhiều cái nhân nhở, cái hạt. Ăn này không chấm mắm ngon. Cái quả này nó hơi xin xít nhưng mà không chát nha. Ngon, ăn nó không bị ngán. Ok, thử khám phá cái xôi này. Xôi này ở trong sẽ có trà bông ruốc mọi người ạ. Ăn thử nghe. Ăn với cả thịt vịt luôn. Dẻo, thơm. Nhưng ở đây có một điều mà Ninh rất thích. Cái ruốc này nó hơi ngọt ngọt mọi người ạ. Ở ngoài kia mẹ Ninh làm ruốc ấy, mẹ Ninh hay cho thêm một chút đường vào, ăn rất là ngon. Và ở đây thì cái vị nó ngọt ngọt. Ngon quá. Ăn với vịt rất hợp này. Đây, ăn trước được xôi miếng ngon nha. Nhưng sẽ chấm thử mắm gừng. Nói chung là đồ ăn ở đây Ninh mới thử một cái món này với cả xôi thôi nha. Ăn rất là hợp vị của mình luôn. Và một cái dĩa này to khoảng một con này sẽ có giá là khoảng 220. Và ở đây thì một cái đĩa xôi này có giá 10.000 thôi. Rất là ngon. Ninh nghĩ là món này cái xôi này ăn sáng cũng được. Nhưng mà món này thường sẽ ăn buổi trưa và tối hợp với cả gia đình, lẫn cả các cái nhóm bạn mà đi du lịch qua đây cũng được.
Đó, nên là các bạn có thể ghé thử quán vịt Thuận nhá. Còn bây giờ thì mình ăn xong mình sẽ đi ra đội nắng đi lăng tẩm đây. Mỗi lăng tẩm ở Huế đều có nét riêng với phong cách kiến trúc và vẻ đẹp khác nhau. Triều Nguyễn có 13 vị vua, nhưng do các lý do kinh tế và chính trị nên chỉ có 7 khu lăng tẩm được xây dựng. Nếu như lăng Gia Long hoành tráng, lăng Minh Mạng thâm nghiêm thì lăng Thiệu Trị lại thanh thoát, lăng Tự Đức thơ mộng, lăng Dục Đức đơn giản, lăng Đồng Khánh mộc mạc, lăng Khải Định tinh xảo. Mỗi nét riêng trong kiến trúc và cảnh quan lại thể hiện bản chất của một vị vua. À mà các bạn ơi, các lăng tẩm ở Huế được xây dựng từ khi vua còn tại vị, nên đây không phải là chốn mộ địa u buồn đâu, mà nó sẽ có phong cảnh vô cùng hữu tình với những chạm khắc tinh xảo. Nếu đến Huế, hãy dành thời gian đi tham quan các lăng tẩm cũng như các di tích lịch sử và đừng quên chụp những bức ảnh thật đẹp mang về nhé. Mọi người ơi, thực sự là sau một buổi chiều đi hai cái lăng và mình có ghé qua cả cung An Định để chụp một vài bức ảnh nữa thì bây giờ mình đã rất là bết bát bởi vì thời tiết ngày hôm nay rất là nóng. Tuy nhiên thì mình đã bắt đầu cảm thấy đói rồi và ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm một khách mời nữa trong tập 3, đó chính là bạn Quang. Hello Quang. Hi, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Quang. Hôm nay mình rất là vui khi được An Ninh ra Huế và có mình có thể quay chung clip An Ninh. Mong mọi người sẽ đón những clip này của anh em mình nhé. Đón chứ. Mọi người đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh nhé. Hiện tại thì Ninh với cả Quang đang có mặt tại quán Bà Tí, nằm ở số 81 đường Đào Duy Từ mọi người ạ. Quán này thì là một quán nem lụi và bún thịt nướng rất là nổi tiếng. Không biết là em đã ăn hàng này bao giờ chưa? Nếu mà hàng này thì em ăn cũng khá lâu rồi. Đi nhà của em là cũng ở đây. Nhà bây giờ luôn hả? Không, nhà cũ của em thôi. Và mọc quán này thì anh phải mở cũng khá lâu năm ở đây rồi. Nhưng mà có phải toàn người bản địa ăn không hay là có toàn khách du lịch hay như thế nào? Theo cả nhà em biết á, thì đa số toàn người bản địa. Còn khách du lịch thì giống như người bản địa dắt đi á, thì người ta biết được. Còn chính các trang mạng xã hội mà kiểu review thì nó rất ít. Nhưng mà đấy là khá là ngon, bên là chúng tập trung rất khá là ngon người bản địa. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem mình có gì nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có đây là chục xiên không? Chục đó ạ. Chục xiên nem lụi này mọi người, chúng ta sẽ ăn với cả đây là chua xoài, chua ngọt, dưa chuột, rau và đây là mắm nêm đúng không? Dạ không, đấy là gọi là nước lèo. Nước lèo. Nước lèo, nước lèo. Là từ đậu phụ đúng không? Ok, chắc là sẽ ngậy ngậy một xíu. Và đây chúng ta sẽ có bún thịt nướng, nhìn hấp dẫn ha. Mặc dù là chúng mình đang ăn vào cái tầm 4:30 chiều nhưng mà thì cũng đói mà nhỉ? Chưa em đói không? Cũng đói. Hôm nay thì Ninh định hẹn Quang từ sáng nhưng mà bởi vì là đi lăng tẩm xong rồi nó nóng ấy, nên là cũng thôi, chắc là Long cũng đi nhiều, Quang cũng đi nhiều rồi. Thì chúng mình đến đây để ăn luôn cho mọi người ạ. Ăn thử ha. Đây, đầu tiên thì Ninh có một cái xiên như này. Bây giờ thì Ninh sẽ chấm với cả cái nước lèo này nha. Anh có muốn thêm ớt bao không? Được. Thật nó ra thì ai cũng ăn ớt nhiều cả. Anh mới ở đây 3 ngày thôi nhưng mà không phải cái tửu lượng mà cái độ cay của anh ăn được ấy, nó đã kha khá rồi. Vậy em bỏ một tí trực nhá. Ok, đây là ớt chưng đúng không? Dạ đúng rồi. Nó cay lắm ấy. Cay lắm hả? Dạ, mình đang bỏ một tí nữa. Ok. Ăn nha mọi người. Mời các bạn ăn chiều. Mời em nhé. Mọi người ạ, cái thịt ở đây nó lại thiên một chút về vị ngọt. Mà anh thì là người rất là thích ăn ngọt nên mà các bạn trợ lý mới hay bảo anh là anh hợp đồ ăn ở Huế. Và thịt này thì rất là chắc, ở trong thì có băm thêm một chút sả nữa. Cảm giác hơi một chút mùi sả ăn cũng ngon mà nó khác với cả cái nem lụi Hà Nội lắm nha. Ở Hà Nội cũng có nem lụi này hả? Nhưng mà thật ra thì hình như là toàn từ Đà Nẵng các thứ ra đúng không? Chứ Hà Nội không có hẳn nem lụi nhưng mà vị nó khác lắm. Ở đây thì nó sẽ hơi dai dai hơn một xíu nữa. Cái này thì anh vừa mở nếm là nếm không thì con đó số người dân ở đây người ta sẽ thưởng là bánh trắng. Mình sẽ tập thử nhé. Em có hay đi ăn vặt không? Cũng có. Ở Huế chính ra đồ ăn ngon á mà rẻ. Anh thấy rất rẻ. Được, nói chung là cầm tiền đi ăn ở cùng một số tiền đấy nhưng ăn ở Huế chắc chắn các bạn sẽ ăn được nhiều món hơn. Em đã có hay ra Hà Nội ăn không? Em chưa ra lên Hà Nội lần nào cả. Thế hả? Thế khi nào ra thì nhớ gọi anh nha. Anh mà không đi được thì anh sẽ gửi cho em một cái list đồ ăn. Hoặc là nếu mà các bạn muốn ra Hà Nội mà có cái list đồ ăn ngon, các bạn có thể truy cập vào website ninhtito.com/bản đồ ăn để có thể khám phá những cái quán ăn ngon mà Ninh đã chứng thực nhá. Anh quảng cáo một chút nhỉ? Yeah. Đó. Ok. Chắc là sẽ ngon hơn đấy mọi người ạ. Nó có thêm một chút chua chua của xoài, xong rồi cái mùi rau sống á, xà lách này, xong rồi rau chuối này, nó có một chút hồng, một chút kinh giới, ăn khá là ok mọi người ạ, nó đỡ ngán.
Bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển qua bún thịt nướng. Đó, bây giờ thì Ninh sẽ ăn thử một miếng miếng này không đi, để xem là vị nó có khác gì không nha. Thịt nó chắc hơn và dai hơn một chút. Bởi vì đây là nguyên một cái miếng thịt mà không có mỡ, đúng không? Đúng rồi ạ. Nhưng mà vị khá là ngon mọi người ạ. Thơm mùi sả này, xong rồi vừng nữa, một chút vừng. Anh nghĩ phải trộn đều lên đi. Anh phải trang cái này vào này. Cái này phải cho nước vào ha. Đây là một bát nước mắm với cả đậu lạc, đậu phộng mọi người ạ. Tất nhiên là có chanh. Có chanh á? Anh ăn được đúng không? Yeah. Đấy, thực sự là đi quay rất vui vì các bạn training đều biết được rằng là Ninh không ăn cam quýt chanh quất, và đến đâu các bạn cũng sẽ cảnh báo trước. Vui nhở. Ok, thử nha mọi người. Ngay. Nhưng mà thật ra thì nếu mà để cho anh chọn hai món ở quán này ấy, anh sẽ chọn món nem lụi hơn. Tại vì nó khá là dễ ăn và anh thích cuốn cuốn nhiều rau. Còn công nhận là cái nước lèo này ăn nó sẽ hơi ngậy một chút. Nên là nếu mà các bạn không ăn được ngậy thì sẽ nên cân nhắc về cái món này một chút nha mọi người. Ok, còn một thông tin cuối cùng nữa thôi. Chắc là anh cũng không biết, tại vì không biết quán này mở cửa từ mấy giờ. Tại vì hôm nay mình qua buổi chiều. Anh thấy thường quán này á, thì nó mở cửa tầm buổi chiều sầm sớm cỡ 3-4 giờ là nó đã mở rồi. Còn thế mà là sớm. Còn về mà khi mà nó đóng cửa thì tùy vào ngày. Khi nó mà hết số lượng mà người ta đặt ra thôi, nó sẽ đóng sớm thường. Ví như lúc 6 giờ hẳn được hết thôi. Còn nếu mà muộn nhất là cũng 7 giờ thôi. Và như lúc em tới mà cũng phải đi về thì không có. Bắt đầu giờ chiều cỡ giờ 8-5 giờ thì ta số là khách hàng mua rất đông luôn. Mình không thể ngồi ăn được. Mà họ còn mua mang về đúng không? Mang về thôi ạ. Còn trong này là kính người luôn. Ok, nên là nếu mà các bạn thèm cái nem lụi này hoặc là thèm bún thịt nướng, các bạn có thể qua 81 Đào Duy Từ, thành phố Huế để có thể ăn món này nhá. Quán sau mình đi ăn cái gì nhỉ? Chắc đi ăn thêm quán nữa ha. Ok. Anh bết qua rồi Quang ạ. Hiện tại thì chúng mình đang có mặt tại số 2 Hải Triều. Nó nằm ngay chân cầu An Cựu thôi. Và hôm nay thì Quang có dẫn mình đi ăn quán gì nhỉ? Một quán là bánh canh cá lóc. Bánh canh cá lóc hả? Quán này tên là cái gì? Sen Su. Sen Su. Đó, thật ra thì món bánh canh thì mấy ngày hôm nay anh đều ăn, nhưng mà bánh canh cá lóc thì chưa. Hôm trước anh ăn bánh canh Nam Phổ này, xong rồi có bánh canh cua rời. Đó, thì hôm nay mình thử thêm bánh canh cá lóc nữa thì hy vọng là sẽ ngon ha. Quán này em có hay ăn không? Em cũng hay ăn thường xuyên ở quán này. Ok, thế mình vào trong ha. Con chào dì. Dì ơi, hôm nay con được giới thiệu ở đây có món bánh canh cá lóc thì dì bán được bao nhiêu năm rồi dì? Dì bán 10 năm rồi. 10 năm hả dì? Vâng, thế ở đây mình có bánh canh cá lóc ăn với cả những cái nhân gì vậy ạ? Trong một bát có cái gì vậy ạ? Trong một bát có tỉnh cuộn đấy. Dạ. Cái này là có phải chiên không hay là kho hay là chiên ạ? Vâng, đây là cái bánh sợi bánh canh này mọi đây người. Đây là sợi bột lọc. Sợi bột lọc á? Lạ ha, con không biết. Cái này xong rồi mình sẽ trần lên đúng không ạ? Luộc lên. Vâng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có chả này, đây là cá má. Cá má. Cá má. Cá má mọi người ạ. Cái này cũng giống luôn đúng không ạ? Bên đây là cá má đó cả. Đây là đâu? Nhìn khá là ngon và hấp dẫn. Các bạn nhớ cho con hai bát đầy đủ đi để con ăn thử ha. Rồi, rất nhanh thôi thì chúng mình đã có hai tô lộn xộn. Ở trong đây thì sẽ có cả chả giò, cả cá, cả cá má. Chính là cái phần má của con cá Ninh vừa mới hỏi ra xong. Nhưng mà món này sao em lại ăn bằng thìa? Thường là mình canh ở Huế người ta sẽ ăn bằng thìa. Vì cái bột người ta cắt ra nó khá là nhỏ, gấp bằng đũa nó sẽ không được á. Okay. Sợ mọi người sẽ ăn bằng thìa nhiều hơn. Cái bột bánh này lạ ha. Nó nhỏ. Để Ninh ngửi cái mùi nha. Rất là thơm. Ok, ăn thử nha. Cái này có phải cho ớt không? Ăn thử miếng nước trước đi ạ. Mời em. Cái món này thì đến tầm chiều tối này rất là đông mọi người ạ. Ngọt. Ngọt và đậm đà luôn. Cái nước đậm đà thế này thì không sợ ăn bánh canh nó nhạt đâu mọi người ạ. Rồi. Ngọt này là từ người ta hâm từ xương của con cá này á. Xương của con cá. Đúng rồi. Cá lóc này rất to đúng không? Đúng rồi. Cái bụng này là bụng gạo. Mà cái sợi này như kiểu sợi làm tay ấy, chứ không phải là sợi làm máy. Đúng rồi, cái này người ta từ cả ăn xong người ta cắt ra trực tiếp lúc mình ăn người ta mới ra. Lúc nãy Ninh có nhìn thấy ở trên một cái ống nước xong rồi gì cơ. Đúng, khi nào ăn người ta mới cắt như vậy. Ok, thôi ăn thử nhá. Em ạ, anh không biết ăn bằng thìa.
cái dội này nó vừa dai dai nhưng mà lại rất mềm, rất là mềm, ăn khá là lạ mọi người ạ. Mình sẽ ăn thử một miếng cá đi. Cá xào lên rất là đậm, nhưng mà cái thịt cá thì chắc ăn ngon. Được, một tô này em có biết là giá bao nhiêu không? Một tô này có thể mang giá 20.000 để mà tô đặc biệt thì có thể mắc hơn một tí, tùy ra mình ăn. 20.000 ăn một buổi chiều cũng ok đấy chứ. Ở đây sẽ ăn với cả trứng cút, hoặc là họ sẽ để thêm trứng cút ở trên bàn để mình có thể đập vào để ăn thêm. Và cái này là cái gì vậy? Cái này là cái bên này cái màu xanh này nè, là nấm chua của Huế. Còn cái màu xanh đậm hơn là gọi là chả. Chả giò. Chả giò đúng không? Chả giò heo á. Mình bóc mình cho vào đây. Em bắt đầu nó no đó. Nhưng mà thôi, hôm nay Ninh đã ăn no lắm rồi mọi người ạ. Nên là xin phép đây sẽ là cái tô cuối cùng mình ăn trong ngày và trong cái clip này. Và lát nữa thì chúng mình sẽ ra một cái cầu mới xây. Mới xây không? Cái này cũng xây được 2 năm, 3 năm rồi. Thế là mới với anh rồi, 6 năm rồi anh không vào Huế. Một cái cầu gỗ lim mọi người ạ, rất là đẹp luôn. Và nó nhìn có thể nhìn ra được các cái cây cầu lớn khác ở thành phố Huế. Rồi, bây giờ thì hãy cùng ăn cái tô này và chúng mình ra cầu gỗ lim nhé. Không được chụp ảnh. Thế có được quay không? Quay được không? Hello mọi người, hiện tại thì Ninh đang có mặt tại 16 Phạm Hồng Thái, quán này là quán Thúy. Ở đây thì có rất là nhiều các cái loại bánh. Cũng kiểu bánh canh, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, rất là nhiều các rabbit, các thứ. Nên Ninh quyết định là sẽ chỉ mỗi đứa gọi một bát bánh canh Nam Phổ mọi người ạ, để ăn thử. Cái bát này thì nhìn nó rất là bắt mắt luôn, cái màu vàng cam của nó ấy, rất là đẹp. Ninh nghĩ đấy là một trong những cái gọi là đặc trưng ở trong cái đồ ăn của Huế. Hầu như món nào nó cũng phải rất là rực rỡ sắc màu, nhìn nó bắt mắt và nó ngon. Đó, ở trong một cái bát canh này thì sẽ có cái gì đây? Đây mọi người ạ, đầu tiên khi mà nhấc thìa lên chúng ta sẽ thấy những cái phần bánh nó làm từ bột gạo ấy mọi người. Nhưng mà ở đây cái sợi của nó không phải là cái sợi bánh canh Ninh hay ăn bình thường đâu nhá. Nó sẽ kiểu hơi mềm hơn và hơi to hơn, nó khá là linh tinh cái size ấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có ở đây là chả cua. Đó, nhìn ngon hấp dẫn không? Chúng ta sẽ có thêm một chút hành này, một chút rau mùi nè. Đó. Và khi mà ăn thì chúng ta sẽ dưới thêm một chút cái mắm. Lại là cái quả ớt mà mấy ngày hôm nay Ninh vất vả cho mọi người. Dưới thêm một chút ớt này, mắm ớt này với cả một chút bột ớt. Sau vài lần thì Ninh đã rút kinh nghiệm múc ớt. Chúng ta lọc cái ớt ra. Đó. Sau đấy thì lấy thêm một rúm bột ớt rắc lên trên. Trộn lên nhé. Hấp dẫn đấy. Mặc dù là bụng đã lửng lửng rồi nhưng mà Ninh nghĩ là vẫn còn bụng để có thể thử được cái món bánh canh Nam Phổ chưa bao giờ Ninh ăn này. Để ăn thử xem sao nha. Cái sốt này sệt nhở, cái nước này sệt lắm. Ngon. Nhìn tưởng nó có vẻ sẽ hơi mặn nhưng mà không hề mặn một tí nào, vị nó rất là vừa. Thậm chí là các bạn có thể dưới thêm một cái chút ớt mắm ớt này cay cay này vào này. Ngon. Mà cái bột bánh này nó không mềm như Linh nghĩ. Nên là ăn món này cái tất cả những kết cấu ở trong đấy nó khá là lạ. Đây, các bạn nhìn cái nước sốt của cái bánh canh Nam Phổ này. Nó khá là đặc, nó sệt. Thì nó khác với những cái bánh canh khác mình hay ăn ở Huế. Ví dụ như là bánh canh cá lóc này, hay là giống kiểu bánh canh gậy các thứ mình ăn trong Sài Gòn. Nó khá là khác, đây là một kiểu trường phái khác riêng. Nhưng mà nó vẫn khá là ngon. Và một cái phần này thì sẽ có giá là... Ôi, có 15.000 thôi. Siêu rẻ luôn ý. Một món ăn chơi khá là thú vị. Nên là nếu mà các bạn thèm cái món bánh canh Nam Phổ này hoặc là những cái món bánh truyền thống như thế này, các bạn có thể đến bánh canh đến quán Thúy nằm ở số 16 Phạm Hồng Thái nhé. Quán này đông thật luôn ấy. Từ lúc mở đến bây giờ lúc nào cũng đông luôn. Vậy là ngày hôm nay thì Ninh và Quang đã khám phá được thêm rất là nhiều món ăn ngon, cũng như là Ninh đã đi được chơi được khá nhiều lăng tẩm. Tuy nhiên thì Ninh nghĩ là để mà đi chơi được hết thì chắc anh cần phải thêm 2-3 ngày nữa. Em cũng muốn nhắn nhủ gì đến tất cả các bạn đang xem tập thứ 3 của series Ninh Travel tại Huế không? Mọi người ơi, mình nghĩ là các bạn nên Huế tham quan và du lịch đi. Huế không có nghĩ là các bạn sẽ nghỉ chẳng như mọi người hay nói đâu. Sợ buồn, sợ buồn, anh hay sợ buồn đâu. Mà chỉ có buồn là hơi buồn tỉ vào ngày mùa mưa, mùa đông thôi. Còn mùa du lịch đó, thì tháng 4 đến tháng 9 là các mùa đó là thường có lễ hội, thường hàng năm, cách vài năm là có festival của Huế nữa. Nên mọi người cứ tham quan đi rất là vui. Như bản thân mình ở Huế nhưng mình như lúc con chưa đi hết cả dân làng thầm cảnh ở Huế thế thì hy vọng là cái chuyến lần sau khi mà anh quay trở lại Huế thì chúng ta sẽ có dịp đi chơi thêm nhiều ha.
Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái clip ngày hôm nay, và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Quang ở cái địa chỉ Insta mà Ninh đang để. Em thích để Insta hay Facebook? Insta cũng được. Ok, để Insta ở đây nha. Mọi người nhớ follow Quang. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Quá mọi người ơi. Quạt hơi đắt tiền, quạt hơi đắt tiền. Quạt tuân ra những người giàu. Khi mô vườn bách cha nở hoa màu đỏ thì Ninh mới được lấy chồng. Chết cha, phải lấy chồng rồi.